Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 41 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 1485, lòng nhân lành Thiên Chúa. Lòng thương xót Thiên Chúa ẩn ngự trong phép thánh thể. Chúa phán với chúng ta từ ngay tòa thương xót: tất cả các con hãy đến cùng cha. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn tội nhân. Chúa Giêsu: hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi đấng cứu độ của con. Chính cha cách bước đầu tiên để đến với con, vì cha biết tự sức con. Con không thể nhấc nổi bản thân để đến cùng cha. Con nhỏ ơi, đừng trốn tránh hiền phụ của con nữa. Hãy sẵn sàng thổ lộ tâm tư với Thiên Chúa xót thương, người rất muốn ngỏ những lời tha thứ và quảng phát dư tràn ân sủng của người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với cha. Cha đã ghi tên con trên bàn tay cha. Con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim cha. Linh hồn, lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa mời gọi từ bỏ nẻo đường tội lỗi để quay về, nhưng con không có sức mạnh cũng chẳng có can đảm để làm theo. Cha là sức mạnh của con, cha sẽ trợ giúp con trong cuộc chiến đấu. Lạy Chúa, con nhận ra sự thánh thiện của Chúa và con sợ Chúa. Hỡi con nhỏ của cha, con lại sợ hãi Thiên Chúa nhân lành hay sao? Sự thánh thiện của cha không cản trở lòng nhân từ của cha. Con hãy coi, vì con, cha đã thiết lập một ngai tòa xót thương trên trần thế. Đó là nhà tạm. Và từ ngai tòa ấy, cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con. Chung quanh cha không có lính canh hoặc người bảo vệ. Các con có thể đến với cha bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Cha muốn chuyện vãn và mong được ban ơn cho các con. Lạy Chúa, con hoài nghi không biết Chúa có tha thứ muôn vàn tội lỗi cho con hay không. Nỗi khốn nạn bản thân làm con hết sức hoảng sợ. Lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của cha? Vì các con, cha đã từ trời giáng thế. Vì các con, cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá. Vì các con, cha đã để thánh tâm cha chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Vì thế, với niềm tín thác, các con hãy đến kín múc những ân sủng từ nguồn mạch ấy. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Nỗi khốn nạn của các con đã biến mất trong vực thẳm thương xót của cha. Con đừng biện luận với cha về nỗi xấu xa của con nữa. Con sẽ làm cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho cha hết những ưu phiền và cay đắng của con. Cha sẽ đổ chồng chất những kho tàng ân sủng của cha trên con. Lạy Chúa, Chúa đã chinh phục trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Trong niềm tín thác và khiêm cung, con đến với tòa thương xót của Chúa. Nơi đó, Chúa đích thân xá giải cho con qua bàn tay vị đại diện của Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận hồng ân và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn con. Con cảm thấy bị choáng ngợp vì lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa tha thứ cho con, tha thứ nhiều hơn những gì con dám hy vọng hoặc tưởng nghĩ. Lòng khoan dung của Chúa siêu vượt tất cả những ước nguyện của con. Và giờ đây, khi được ngập lút trong tâm tình tri ân vì muôn vàn ân sủng, con xin Chúa hãy đến với trái tim con. Con đã lang bạt như đứa con hoang đàng, nhưng Chúa vẫn không thôi là hiền phụ của con. Xin Chúa gia tăng lòng thương với con, vì Chúa biết con yếu đuối dường nào. Hỡi con nhỏ, con đừng dài dòng về nỗi đớn hèn của con nữa. Nó đã được quên hết rồi. Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe điều cha ước ao muốn ngỏ cùng con. Con hãy đến với những thương tích của cha và kín múc từ nguồn mạch sự sống này bất cứ những gì tâm hồn con ước nguyện.
con hãy uống cho thỏa thuê từ nguồn mạch sự sống này để khỏi bị mỏi mệt trên bước đường lữ thứ của con. Con hãy nhìn những ánh quang thương xót của cha và đừng sợ hãi những kẻ thù phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh lòng thương xót của cha. Nhật ký 1486, cuộc trao đổi của Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn ngã lòng. Chúa Giêsu phán: Hỡi linh hồn đắm chìm trong tăm tối, con đừng thất vọng, tất cả vẫn chưa hư mất cả đâu. Con hãy đến và tin cậy nơi Thiên Chúa của con, Đấng là toàn yêu và toàn thương. Nhưng linh hồn cứ cuộn mình trong bóng tối, giả ngơ giả điếc trước lời nài nỉ. Chúa Giêsu lại mời gọi: Con nhỏ của cha ơi, hãy lắng nghe lời hiền phụ đầy thương xót của con. Trong linh hồn ấy thốt ra lời đáp: Đối với tôi, chẳng có xót với thương gì cả. Và rồi nó cứ lủi vào bóng đen tăm tối hơn trước, một nỗi tuyệt vọng giống như thể phải chịu trước thảm cảnh hỏa ngục, và làm cho linh hồn không thể đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu lại cất tiếng mời gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn cứ điếc, cứ mù, cứng lòng và thất vọng. Khi ấy, lòng thương xót Chúa bắt đầu thi thố, mà không cần sự công tác của linh hồn nữa. Thiên Chúa vẫn ban cho họ ân sủng cuối cùng. Nếu ân sủng này cũng bị chê chối, Thiên Chúa sẽ bỏ mặc linh hồn trong thảm trạng mà họ đã tự chọn cho đến muôn đời. Ân sủng này phát nguyên từ trái tim nhân lành Chúa Giêsu và ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt giúp linh hồn nhận thức được sự nỗ lực của Thiên Chúa. Nhưng việc hoán cải vẫn tùy thuộc vào ý muốn riêng của linh hồn. Linh hồn biết rằng đây là ân huệ cuối cùng đối với họ, và họ chỉ cần tỏ ra một tia thiện chí, thì lòng thương xót Chúa sẽ thực hiện tất cả những gì còn lại. Lòng thương xót toàn năng của cha đang hoạt động nơi đây. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết tận dụng ân sủng này. Trái tim cha ngập tràn sướng vui khi con quay về với cha. Bởi vì con yếu đuối, cha sẽ bổng con trên cánh tay và đưa con về nhà cha của cha. Linh hồn như vừa chợt tỉnh, rụt rè hỏi: Lẽ nào con vẫn còn được thương xót hay sao? Con nhỏ của cha ơi, vẫn còn. Con có quyền đặc biệt đối với lòng thương xót của cha. Hãy để tình thương cha hoạt động nơi linh hồn tội nghiệp của con. Hãy để những tia sáng ân sủng thấu nhập vào linh hồn con. Chúng sẽ mang theo ánh sáng, hơi ấm và sức sống. Nhưng con quá kinh hãi khi nghĩ đến tội lỗi của con, và nỗi kinh hãi này đưa con đến chỗ hoài nghi lòng nhân lành của Chúa. Hỡi con nhỏ của cha, tất cả tội lỗi trước kia của con gây nên thương tích cho trái tim cha không đau đớn cho bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ. Sau quá nhiều cố gắng của tình yêu và lòng thương xót của cha, thế mà giờ này con vẫn ngờ vực lòng nhân lành của cha. Lạy Chúa, xin thương cứu vớt kẻo con chết mất. Xin Chúa hãy là đấng cứu độ của con. Lạy Chúa, con không biết nói thêm gì nữa. Trái tim tội nghiệp của con đã tan nát đành đoạn. Còn Chúa, ôi lạy Chúa! Không để linh hồn dứt lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn khỏi đất, và từ vũng sâu khốn cùng của linh hồn, Chúa dẫn họ vào nơi nương náu trong trái tim người, nơi tất cả những tội lỗi của linh hồn sẽ lập tức biến tan vì được ngọn lửa tình yêu tiêu hủy. Hỡi linh hồn, đây là tất cả bảo tàng của trái tim cha. Con hãy nhận lấy tất cả những gì con cần thiết. Lạy Chúa, con được ngập lút trong hồng ân Chúa. Con cảm thấy một sức sống mới đang trào dâng trong con, và nhất là con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm hồn con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi lạy Chúa, con sẽ tôn vinh lòng thương xót toàn năng của Chúa cho đến muôn đời. Được lòng lành Chúa khích lệ, con sẽ giải bày cho Chúa tất cả những nỗi phiền muộn của tâm hồn con. Hỡi con nhỏ của cha, con hãy kể hết cho cha nghe, đừng giấu giếm điều gì. Bởi vì trái tim từ ái cha, trái tim của người bạn tốt lành nhất của con đang lắng nghe đây. Lạy Chúa, giờ đây,
con nhìn ra tất cả nỗi vô ơn của con cũng như lòng nhân lành của Chúa. Chúa vẫn đeo bám con bằng ân sủng, trong khi con lại cản trở lòng lành của Chúa. Con thấy mình đáng chịu phạt nơi tầng sâu hỏa ngục vì đã khinh thị ơn Chúa. Con đừng quá để chí đến nỗi khốn cùng của con. Con còn quá yếu ớt không thể nói về điều ấy. Tốt hơn, con hãy nhìn vào trái tim đầy lân tuất của cha và hãy thấm nhuần những tâm tình của cha. Con hãy gắng sống hiền lành và khiêm nhường, biết xót thương người khác như cha đối với con vậy. Và nếu cảm thấy sức cùng lực kiệt, con hãy đến với nguồn mạch xót thương để củng cố linh hồn, con sẽ không bị dã rời trên bước đường lữ hành của con. Giờ đây, con đã hiểu lòng thương xót Chúa vẫn bao bọc con, và như một ánh sao rạng ngời, dẫn đưa con về nhà cha con, giữ gìn con cho khỏi những nỗi kinh hoàng hỏa ngục mà con đã đáng sa vào. Không phải chỉ một, mà cả ngàn lần, lạy Chúa, đối với con, cõi đời đời hầu như cũng không đủ cho con dâng lời chúc tụng xứng đáng với tình thương xót và lòng trắc ẩn vô cùng mà Chúa đã dành cho con. Nhật ký 1487, cuộc tâm sự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ. Hỡi linh hồn đáng thương, cha thấy con chịu lắm tân toan và thậm chí không có đủ sức để thưa chuyện với cha. Thế thì cha sẽ bắt chuyện với con vậy. Cho dù những đau khổ của con có lớn lao đi nữa, con cũng đừng nản lòng hoặc đầu hàng sự tuyệt vọng. Hỡi con nhỏ của cha, hãy nói cho cha biết ai đã dám gây thương tích cho trái tim con. Con hãy kể lể mọi sự chân tình với cha và tỏ bày cho cha tất cả những thương tích của trái tim con. Cha sẽ chữa lành và đau khổ của con sẽ trở nên mạch nguồn thánh hóa cho con. Lạy Chúa, những đau khổ của con quá lớn, quá nhiều và quá lâu đến nỗi làm cho con phải ngã lòng. Hỡi con nhỏ của cha, con đừng nản chí. Cha biết niềm tín thác vô hạn của con trao đặt nơi cha. Cha biết con ý thức về lòng nhân lành và tình thương xót của cha. Vậy cha con mình hãy hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng trái tim con. Có đủ thứ đủ chuyện nên con không biết phải nói điều nào trước và phải trình bày như thế nào. Con hãy nói cho cha thật đơn giản, như chỗ bạn bè với nhau. Hỡi con, bây giờ con hãy kể cho cha biết điều gì cản trở con tiến bước trên đường chọn lành. Sức khỏe yếu nhược đã kiềm hãm con trên đường chọn lành. Con không thể chu toàn các phận sự. Con vô dụng như một bánh xe thừa thãi trên một cỗ xe. Con không hãm mình hoặc giữ chay được đến mức các thánh đã làm. Lại nữa, không ai tin là con bệnh tật. Thành ra nỗi đau tinh thần làm trầm thống thêm nỗi đau thể xác, và con thường xuyên phải chịu nhục nhã. Lạy Chúa Giêsu, làm sao ai lại có thể nên thánh trong những hoàn cảnh như thế? Con nhỏ của cha ơi, đúng thế, tất cả điều ấy đều là đau khổ, nhưng đâu còn con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thánh giá. Cha là người thứ nhất đã đi con đường ấy, con phải biết. Đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất. Lạy Chúa, trên con đường nên thánh cũng còn một ngãng trở khác. Vì trung thành với Chúa mà con cam chịu bách hại và đau khổ rất nhiều. Chính vì con không thuộc về thế gian, nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên, thế gian đã bách hại cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Lạy Chúa, con còn chán nản vì các bề trên và cha giải tội của con cũng không cảm thông những thử thách nội tâm của con. Một đám mây mù bao phủ tâm trí con. Làm sao con có thể tiến bước? Tất cả điều ấy làm con nản chí và chẳng còn muốn vươn đến những đỉnh cao trọn lành nữa. Được, con ơi, lần này con đã tâm sự khá nhiều với cha.
Cha biết rằng không được cảm thông cũng là một nỗi đớn đau, nhất là từ những người mà ta yêu mến và cởi mở thật nhiều. Nhưng con hãy biết, tất cả những phiền sầu và khốn cùng của con được cha cảm thông là đủ lắm rồi. Cha hài lòng với niềm tin tưởng vững vàng của con. Dù thế nào, cũng vẫn tin vào các vị đại diện của cha. Từ đó, con hãy biết rằng, không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn, vì điều ấy vượt quá khả năng nhân loại. Vì vậy, cha vẫn ở lại trần gian này để ủi an trái tim nhức nhối của con và bổ sức cho linh hồn con, để con khỏi phải lao đao trên đường. Con nói có một bóng đen tăm tối dày đặc đang phủ lấp tâm trí con. Nhưng trong những lúc ấy, sao con không đến với cha là nguồn sáng, trong một giây phút có thể chiếu rọi vào linh hồn con tri thức thánh thiện nhiều hơn trong bất kỳ sách vở nào. Không cha giải tội nào có thể dạy dỗ và chỉ dẫn cho một linh hồn được như thế. Con cũng nên biết, cảnh tăm tối mà con than phiền ấy, chính cha là người trước tiên đã chịu trong vườn cây dầu, giữa lúc linh hồn cha bị nghiền nát trong nỗi thảm sầu đến chết. Cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy, vì ân tình đặc biệt cha dành cho con, và vì mức độ thánh thiện cao vời, cha muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Lạy Chúa, còn một điều nữa, con phải làm gì khi bị người đời quên lãng và chối từ, nhất là với những người đáng lẽ con được quyền nương tựa trong những lúc cần thiết. Hỡi con hãy dốc lòng đừng bao giờ nương tựa vào người đời. Con hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý cha bằng lời này. Lạy Chúa, không phải ý con, nhưng là thánh ý Chúa hãy nên chọn nơi con. Lời này khi được thốt ra từ thâm tâm, có thể nâng một linh hồn lên đỉnh trọn lành chỉ trong một thời gian ngắn. Cha vui sướng nâng một linh hồn như thế. Linh hồn ấy đem lại vinh quang cho cha. Linh hồn ấy làm tỏa ngát thiên đàng bằng hương thơm nhân đức của mình. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do việc thường xuyên hiệp lễ. Vì vậy, con hãy thường xuyên đến với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà kín múc bất cứ những gì cần thiết. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì lòng nhân ái Chúa vẫn ở với chúng con trên chốn lưu đày này. Vì Chúa thương xót và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang rạng ngời lòng trắc ẩn và từ nhân của Chúa. Nhờ ánh sáng lòng thương xót Chúa mà con hiểu được Chúa yêu thương con ngần nào. Nhật ký 1488, cuộc hàn huyên giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn phấn đấu nên chọn lành. Hỡi linh hồn khát vọng chọn lành, cha hài lòng trước những nỗ lực của con, nhưng sao cha thấy con thường hay buồn sầu và chán nản như thế? Hỡi con nhỏ, con hãy nói cho cha biết ý nghĩa và nguyên nhân của nỗi buồn ấy đi. Lạy Chúa, con buồn là vì dù đã nhiều lần dốc quyết chân thành, nhưng con vẫn xa đi ngã lại trong những lỗi lầm như cũ. Con thực hiện các quyết định vào buổi sáng, nhưng đến tối lại thấy mình đã xa rời quá nhiều. Con nhỏ của cha ơi, con hãy xem tự mình con là gì? Nguyên nhân xa ngã của con là vì con cậy dựa quá nhiều vào bản thân và quá ít vào cha. Nhưng con đừng để điều ấy làm con buồn bã quá mức. Con đang sống với Thiên Chúa đầy lòng thương xót, mà nỗi khốn cùng của con không thể làm cạn. Con hãy nhớ cha không hề giới hạn số lần tha thứ. Vâng, con biết tất cả điều ấy, nhưng những chiếc cám dỗ khủng khiếp cứ tấn công và những nỗi ngờ vực đủ loại cứ nổi dậy trong con. Hơn nữa, mọi điều đều làm con khó chịu và nản lòng. Hỡi con nhỏ của cha, con hãy biết rằng ngãng trở nguy hại nhất trên con đường chọn lành là tâm trạng chán nản và lo âu thái quá. Những điều này tước mất khả năng thực hành nhân đức của con
tất cả các chiếc cám dỗ nhất tề hợp lại cũng không làm sao xuyến bình an nội tâm của con, dù chỉ nhất thời. Tính tủi thân và thói chán trường là hậu quả của tật tự ái. Con không nên chán nản, nhưng hãy gắng làm cho tình yêu của cha ngự trị trong con, thế chỗ của lòng tự ái. Hỡi con hãy tin tưởng, đừng nản lòng khi nài xin ơn tha thứ, vì cha luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho con. Mỗi lần con nài xin ơn tha thứ là con tán dương lòng thương xót của cha. Con biết thực thi việc nào tốt hơn, việc nào đẹp lòng Chúa hơn, nhưng con gặp những ngãng trở quá lớn trong việc thực hiện điều này. Hỡi con nhỏ của cha, đời sống trên trần thế thực sự là một cuộc chiến đấu, một cuộc chiến sống còn cho nước cha. Nhưng đừng sợ hãi, bởi vì con không lẻ loi một mình, cha lúc nào cũng nâng đỡ con. Vì thế, con hãy nương tựa vào cha mà chiến đấu và đừng sợ gì. Con hãy dùng chiếc bình tín thác mà kiến múc từ nguồn mạch sự sống, cho chính con cũng như cho các linh hồn khác, nhất là những người còn ngờ vực vào lòng nhân lành của cha. Lạy Chúa, con cảm thấy tâm hồn con được chan chứa tình yêu Chúa. Những tia sáng xót thương và tình yêu của Chúa đang thấu nhập linh hồn con. Lạy Chúa, con ra đi theo lệnh Chúa truyền, con đi chinh phục các linh hồn. Lạy Chúa, được ơn thánh Chúa đỡ nâng, con sẵn sàng bước theo Chúa, không những lên núi Tabore, mà còn lên núi Canve nữa. Con ước ao dẫn đưa các linh hồn đến với suối nguồn xót thương, để ánh quang lòng thương xót Chúa được rạng chiếu trên tất cả mọi linh hồn, và nhà Chúa Cha sẽ được đông đúc. Khi kẻ thù bắt đầu xông đánh, con sẽ nép mình sau khiên thuẫn lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1489, cuộc tình tự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn trọn lành. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con mong ước được thưa chuyện cùng Chúa. Hỡi con cưng yêu của cha, con hãy nói đi, lúc nào cha cũng lắng nghe, cha đợi chờ con, thế con muốn thỏ thẻ gì? Lạy Chúa, trước tiên, xin cho con được thổ lộ tâm tư dưới chân Chúa, trong dầu thơm tri ân, vì muôn vàn phúc lành Chúa đã trào đổ cho con. Mặc dù rất muốn, nhưng con không sao đếm nổi. Con chỉ nhớ không một giây phút nào trong cuộc đời, mà con không được cảm nghiệm sự bảo bọc và lòng lành của Chúa. Những lời của con làm cha mát lòng, và lời tạ ơn của con khai mở những kho tàng ân sủng tân kỳ. Nhưng con ơi, mình hãy hàn huyên cho hết những điều chôn chặt trong tâm hồn con. Ôi Chúa nhân lành của con, trong tâm hồn của con có những bí nhiệm mà chưa ai biết và sẽ không bao giờ biết, ngoài một mình Chúa. Vì dẫu con có muốn tự sự, cũng chẳng được ai cảm thông. Thừa tác viên của Chúa chỉ biết chút ít vì con đã tỏ bày, nhưng trong những mầu nhiệm ấy, Ngài chỉ biết một phần trong những điều con có thể trình bày với Ngài mà thôi. Phần còn lại vẫn còn đó giữa Chúa và con cho đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa của con, khi thứ tha tội lỗi cho con, Chúa đã bao bọc con trong áo choàng thương xót của Chúa. Không lần nào Chúa đã khước từ ơn tha thứ. Chúa luôn dành cho con lòng cảm thương và một đời sống ân sủng mới mẻ. Để ngăn ngừa những nghi nan, Chúa đã giao con cho sự ân cần chăm sóc của giáo hội là hiền mẫu của con, người nhân danh Chúa bảo vệ các chân lý đức tin và canh phòng con cho khỏi lầm lạc. Nhất là nơi tòa xót thương của Chúa, linh hồn con tìm được một đại dương ân phúc, dù Chúa đã không cho các thiên thần sa ngã thời gian để sám hối hoặc kéo dài thời gian thương xót cho họ.
lạy Thiên Chúa của con. Chúa đã đặt để các linh mục thánh thiện chỉ vẽ cho con nẻo đường chắc chắn. Lạy Chúa Giêsu, còn một bí nhiệm nữa trong cuộc sống con, điều sâu thẳm và thân thương nhất cho tâm hồn con, đó là chính Chúa khi Chúa đến với linh hồn con dưới hình tấm bánh. Trong đó chất chứa toàn bộ bí nhiệm sự thánh thiện của con. Ở đây, trái tim con được kết hợp với trái tim Chúa để chỉ còn là một mà thôi, không còn bí nhiệm nào khác, bởi vì tất cả những gì của Chúa đều là của con, và tất cả những gì của con đều là của Chúa. Đó là quyền toàn năng và phép lạ lòng thương xót Chúa. Tất cả miệng lưỡi loài người và thiên thần hợp lại cũng không thể tìm được những ngôn từ xứng hợp với mầu nhiệm tình yêu và lòng thương của Chúa. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, tâm hồn con rơi vào một cuộc xuất thần. Trong thinh lặng, con thân thưa tất cả với Chúa. Lạy Chúa, bởi vì ngôn ngữ tình yêu là không lời không tiếng, không cái động nào của tim con mà Chúa không biết. Lạy Chúa, mức độ Chúa hạ mình thái quá đã đánh thức trong tâm hồn con một tình yêu càng nồng nàn cho Chúa. Đối tượng tình yêu độc nhất của con, đời sống kết hợp biểu lộ qua đức thanh khiết vẹn tuyền, lòng khiêm nhượng thầm sâu, sự tinh lặng dịu hiền và nhiệt tâm cháy bỏng vì phần rỗi các linh hồn. Lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con, Chúa canh giữ con từng giây phút và soi sáng cho con biết phải hành động thế nào trong từng trạng huống cụ thể khi tâm hồn con chao đảo đôi đường. Chính Chúa thường xuyên can thiệp để giải quyết khó khăn. Vô số lần bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn. Ôi, bao nhiêu lần tha thứ nào ai biết được. Biết bao lần Chúa đã đổ xuống hồn con ơn can đảm và kiên cường để dấn bước. Chính Chúa đã cất đi những chướng ngại trên đường con đi, can thiệp trực tiếp vào những hành động của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con đã thân thưa với Chúa chỉ là một bóng mờ so với những gì đang diễn ra nơi tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu của con khao khát cháy bỏng cho các tội nhân được thống hối. Chúa biết con đang làm những gì để đưa họ trở về với Chúa. Mỗi xúc phạm đến Chúa đều gây nên thương tích sâu hoắm nơi con. Để bảo vệ nước Chúa, con không tiếc xót sức lực, sức khỏe hay mạng sống của mình. Mặc dù ở đời này, những nỗ lực của con có lẽ không được nhìn thấy, nhưng không vì thế mà kém giá trị trước mắt Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con muốn đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Chúa để kín múc thứ nước tái sinh bằng chiếc bình tín thác. Linh hồn nào càng khát khao lòng thương xót, hãy càng đến với Chúa với niềm tín thác lớn lao. Và nếu họ tín thác vào Thiên Chúa không giới hạn, thì đáp lại, Chúa cũng dành cho họ một khối xót thương không giới hạn. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết mọi nhịp đập của trái tim con. Chúa biết con thao thức chăn trở cho mọi trái tim đều đập chỉ vì một mình Chúa, để mọi linh hồn đều tôn vinh sự cao cả của lòng thương xót Chúa. Hỡi con cưng của cha, niềm hoan lạc của trái tim cha, những lời của con thân thương và làm thỏa lòng cha hơn ca đoàn các thiên thần, mọi kho tàng của trái tim cha đều rộng mở cho con. Con hãy lãnh nhận từ trái tim này tất cả những gì cần thiết cho con và cho toàn thế giới. Vì tình yêu của con, cha chịu lại những hình phạt nghiêm thẳng mà nhân loại đáng phải gánh chịu. Một hành vi yêu mến tinh dòng làm đẹp lòng cha hơn ngàn lời kinh bất xứng. Một lời thở than yêu mến của con đền bồi được rất nhiều xúc phạm mà các kẻ vô thần đã phạm đến cha. Hành vi nhân đức nhỏ nhất cũng có giá trị vô hạn trước mắt cha nhờ tình yêu lớn lao con dành cho cha. Nơi một linh hồn chỉ sống cho tình yêu cha,
cha ngự trị như trên thiên đàng. Cha chăm chút cho họ cả ngày lẫn đêm. Nơi ấy, cha tìm được hạnh phúc của cha. Tai cha lắng nghe từng lời nài xin của trái tim họ. Cha thường đoán trước những lời kêu xin của họ. Hỡi người con cưng yêu nhất của cha, con hãy nghỉ ngơi một lúc gần bên trái tim cha và nếm hưởng ân tình mà con sẽ được hoan hưởng trong cõi đời đời. Nhưng này con nhỏ, con vẫn chưa về đến quê hương của con. Vậy con hãy ra đi và được mạnh sức nhờ ân sủng cha. Hãy chiến đấu cho nước cha trong các linh hồn. Hãy chiến đấu như một người con của vua cả. Và hãy nhớ rằng tháng ngày lưu đày của con sẽ thấm thoát trôi nhanh. Nhưng đó cũng là khả năng để đạt thành công trạng trên chốn thiên đàng. Con nhỏ của cha ơi, cha trông đợi từ nơi con rất nhiều linh hồn sẽ tán dương lòng thương xót cha trong cõi đời đời. Hỡi con nhỏ của cha, để có thể đáp ứng lời mời gọi của cha một cách xứng đáng, con hãy lãnh nhận cha hàng ngày trong lúc hiệp lễ. Điều ấy sẽ ban sức mạnh cho con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bỏ mặc con lẻ loi trong đau khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Con là vũng sâu khốn nạn, là hư vô đích thực. Vì thế, nếu Chúa bỏ con một mình, con sẽ sa ngã thì có lạ gì? Chúa ơi, con chỉ là một đứa bé. Vì vậy, con không thể tự mình sống được. Tuy nhiên, dù bị bỏ rơi hoàn toàn, con vẫn tín thác. Dù cảm giác của con thế nào đi nữa, con vẫn tín thác, và con đang được biến đổi hoàn toàn trong niềm tín thác. Bất kể nhiều lúc con có cảm thấy điều gì đi nữa, xin Chúa đừng giảm bớt một đau khổ nào của con, nhưng xin ban thêm sức mạnh để con có thể chịu đựng. Lạy Chúa, xin hãy xử đối với con tùy ý Chúa, chỉ xin cho con ơn được mến Chúa trong mọi biến cố hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin đừng san bớt chén đắng của con, nhưng ban sức mạnh để con có thể uống cạn. Chúa ơi, đôi khi Chúa nâng con vào vầng sáng các thị kiến, để rồi lại ném con vào bóng tối của đêm đen và vực thẳm hư vô của con. Linh hồn con cảm thấy bơ vơ giữa chốn hoang mạc. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả, con vẫn tín thác vào Chúa. Vì Chúa không hề đổi thay, các tâm trạng của con thay đổi, nhưng Chúa muôn đời vẫn thủy chung, luôn đầy lòng xót thương. Nhật ký 1490. Lạy Chúa Giêsu, nguồn sự sống, xin hãy thánh hóa con. Ôi sức mạnh của con, xin tăng sức cho con. Lạy thủ lãnh của con, xin chiến đấu dùm con. Ôi ánh sáng độc nhất của hồn con, xin soi dẫn con. Lạy tôn sư của con, xin hướng dẫn con. Con xin phó mình cho Chúa như một trẻ phó mình cho tình yêu hiền mẫu. Cho dù mọi sự đều nổi lên chống lại con, và thậm chí mặt đất cũng nẻ ra dưới chân con vẫn an bình gần bên lòng Chúa. Chúa luôn luôn là hiền mẫu dịu hiền nhất cho con, siêu vượt trên mọi người mẹ. Con sẽ hát về nỗi đau đớn của con bằng sự im lặng, và Chúa sẽ hiểu mặc dù con không thốt nên lời. Nhật ký 1491. Hôm nay Chúa đến thăm tôi và phán: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của ân sủng cha, thế là đủ. Sau những lời ấy, Chúa cho tôi hiểu thêm về hoạt động của ân sủng người. Nhật ký 1492. Trước giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng tôi hãy tuyệt đối đừng lưu tâm đến những lời của một chị em kia sẽ nói, vì sự ranh mãnh và ác tâm của chị ấy làm mất lòng Chúa. Hỡi ái nữ của cha, con đừng nói với người ấy về những quan điểm cũng như ý kiến của con.
tôi nài xin Chúa thứ tha cho linh hồn ấy về những điều làm mất lòng người, và tôi khẩn khoản xin Chúa dùng ân sủng mà nâng đỡ tôi khi chị ấy quay lại nói chuyện với tôi. Chị ấy đã hỏi han nhiều điều, và tôi đã vì tình chị em mà đáp lại, và như một bằng chứng cho thấy tôi đã thành tâm tận đáy lòng. Tôi đã kể cho chị ấy một số kinh nghiệm của riêng tôi, nhưng những ý định của chị ấy hoàn toàn khác với những lời ngoài môi miệng. Nhật ký 1493. Lạy Chúa Giêsu của con, kể từ giây phút tận tuyệt phó mình cho Chúa, con không còn nghĩ đến bản thân. Chúa có thể sử dụng con thế nào tùy ý Chúa. Con chỉ còn nghĩ đến một điều mà thôi, đó là Chúa thích gì hơn. Lạy Chúa, con phải làm gì để vui lòng Chúa? Con lắng nghe và lưu tâm tìm kiếm từng cơ hội. Có hệ gì nếu bên ngoài con có bị người ta xét đoán về việc này? Nhật ký 1494. Ngày 15 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay, khi người chị em Chúa đã cảnh báo đến gặp tôi đã chuẩn bị trong tinh thần để đối phó. Mặc dù điều này bắt tôi trả giá rất đắt, nhưng tôi không xa rời những điều Chúa đã truyền dạy một chút nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, và chị ấy không còn nước nào để đi nữa. Trong lòng tôi thầm thỉ xin Chúa Giêsu trợ giúp. Lúc ấy tôi nghe lời này trong linh hồn. Con đừng sợ hãi. Trong lúc này, Cha đang canh giữ và trợ giúp con. Một lúc nữa thôi, Cha sẽ sai hai chị em khác đến thăm con, và lúc đó con sẽ thấy dễ dàng hơn để tiếp tục câu chuyện. Và ngay lúc ấy, có hai chị khác bước vào và cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu hơn nhiều, thế nhưng cũng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ sau. Nhật ký 1495. Ôi, tốt đẹp biết bao khi thỉnh mời Chúa Giêsu đến giúp đỡ trong lúc chuyện trò. Tốt đẹp biết bao trong lúc bình an mà vẫn nài xin các hiện sủng. Tôi sợ nhất là thứ chuyện trò kín đáo này. Cần phải có nhiều ánh sáng của Chúa trong những lúc như thế, để nói mà sinh lợi ích cho linh hồn người ta, cũng như cho bản thân mình. Tuy Chúa sẽ đến giúp đỡ, nhưng chúng ta phải nài xin, chớ gì đừng ai quá tin tưởng vào bản thân. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời nghe tiếp phần thứ 42 vào kỳ tới.